Thank you.
theo dõi hết clip của nhóm. Ngày hôm đó, mình và một số anh em trong nhóm đang đi tuần tra trên khu vực địa bàn quận Bình Tân, thì có nhận được thông tin của người dân cung cấp là có hai đối tượng này đang rảo vòng vòng khu vực tên lửa đường số 17. Anh em đội đang đi tuần ở khu vực đó bắt gặp được và thấy hai đối tượng. Thì hai đối tượng đó đi đảo qua các tuyến đường từ đường Tinh Lửa, đường số 29, sau đó là tỉnh Lô 10, Mã Lò, rồi Bình Trị Đông, Hương Lộ 2, rồi ra Lê Văn Quế. Bọn chúng rất là cảnh giác, cho nên anh em đội chỉ quan sát từ xa và khó tiếp cận. Khi qua tới Lê Văn Quế, thì tới ngay tới 4 xã, thì anh em nhóm bị mất dấu hai đối tượng. Và trên đường đeo bám qua các tuyến đường thì bọn chúng quan sát thấy con mồi nhưng chúng không thực hiện được hành vi, vì cái thời điểm đó xe đông và mình đeo bám theo một đoạn nữa thì chúng không thực hiện được hành vi của mình, cho nên chỉ đeo bám quan sát và ghi hình lại để gửi cho mọi người xem để cảnh giác về hai đối tượng này. Thì hai đối tượng ngày hôm đó mình bắt gặp nó, hai đối tượng độ tuổi khoảng trung niên, từ khoảng 20 đến 25 tuổi, dáng người nhỏ con ốm, đối tượng ngồi sau cao khoảng 1m7, thường là đội nón sọc đỏ đen. Phương tiện ngày hôm đó mà mình và anh em nhóm bắt gặp đó là một chiếc Exciter màu vàng đen 135 hạt nhỏ, thì biển số bọn chúng đã che mờ lại, làm mờ lại cho nên mà không có nhìn thấy biển số. Nhưng mà có nhìn thấy biển số đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là biển số giả thôi các bạn, đó cũng chỉ là biển số giả thôi, không bao giờ là bọn chúng đi giật đồ mà sử dụng biển số thật hết. Thì anh em đội sẽ cố gắng hỗ trợ cho bà con trong phạm vi có thể để giảm bớt vấn nạn cướp giật đang xảy ra hiện nay. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, bà con hãy gọi số hotline 0981 343 343. Nhóm phòng chống tội phạm đường phố Bình Tân sẽ cố gắng hỗ trợ bà con trong phạm vi có thể. Cảm ơn bà con rất là nhiều.